Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và vui khỏe. Hôm nay Heo chia sẻ một món bánh được làm ra từ bột nếp với nhân tôm thịt cùng với lá chuối, gói ra một chiếc bánh rất là xinh và dễ thương. Đặc biệt á là bánh này rất là dẻo mềm, mình để qua 2 ngày cũng không có bị cứng nữa. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Heo có chuẩn bị 200g tôm. Tôm này thì Heo đã lột sạch vỏ và lấy chỉ lưng rồi. Bây giờ thì Heo sẽ dùng cái miếng giấy ăn này nè, Heo sẽ lau cho nó ráo hết trơn nước luôn nha. Lau sạch con tôm như vậy á, để lát nữa khi mà mình cắt ra mình xào với nhân á, thì nhân nó sẽ dẻo dai khô và nó không có bị nhão. Xong rồi bây giờ thì Heo sẽ cắt ra. Heo sẽ cắt chứ Heo không có băm. Tại vì á, cắt ra như vậy mỏng mỏng nhỏ nhỏ, về lát nữa khi mình ăn á, mình sẽ cảm nhận được miếng thịt tôm nó giòn và nó ngọt. Rồi bây giờ Heo sẽ cắt hết luôn nha. Thịt tôm thì Heo đã cắt xong hết rồi. Và Heo cũng có chuẩn bị 150g thịt nạc xay. Thịt nạc này á, là Heo dùng nạc dai. Xong rồi Heo cho vào 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng canh muối và 1 muỗng canh dầu hào. Tiếp tục thì Heo sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê tiêu. Giờ thì Heo sẽ trộn thật là đều cho tôm thịt nó thấm đều với gia vị nha. Thịt á, thì Heo cũng đã trộn đều rồi. Và để cho tăng thêm mùi hương thì Heo sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu hành. Dầu này là dầu hành phi á. Trộn đều lên nha. Xong rồi á, thì Heo sẽ để cho thịt của mình nó nghỉ. Tiếp tục á, thì Heo sẽ đi cắt khoai tây. Heo có chuẩn bị một củ khoai tây. Củ khoai này là 150g. Bây giờ thì Heo sẽ cắt nhỏ ra. Xong rồi á, thì Heo cũng sẽ cho vào nồi. Và Heo sẽ rót nước vào ngập mặt khoai. Heo sẽ đi nấu cho khoai mềm. Trong khi chờ đợi nấu khoai mềm thì Heo sẽ sơ chế rau củ. Heo có chuẩn bị đây là 100g củ sắn. Bây giờ thì Heo sẽ cắt mỏng củ sắn ra. Xong rồi thì Heo cũng sẽ cắt lại thành hạt lựu. Cắt hạt lựu nhỏ nhỏ là vừa ăn rồi nha. Hành tây Heo cũng cắt hạt lựu. Và nấm mèo Heo cũng cắt nhỏ luôn. Bắp thì Heo sẽ chẻ ra nhỏ nhỏ như vậy nè. Mình chia hạt bắp ra thành 3 dao. Và rau củ Heo sơ chế xong rồi, bây giờ chuẩn bị Heo đi xào nha. Heo cho vào chảo một tí xíu dầu, tầm 1 muỗng canh. Xong rồi thì Heo sẽ cho tỏi băm và hành băm vào. Phi cho đến khi mình thấy tỏi và gốc hành của mình á, nó vàng lên như vậy. Lúc này thì Heo sẽ cho cái phần tôm thịt lúc nãy Heo vừa ướp á. Cho thịt vào xong rồi, lúc này thì Heo sẽ mở lửa trên trung bình một xíu. Tiếp tục á, thì mình sẽ xào, xào nhanh tay nha. Cho phần thịt của mình á, nó không bị kết dính lại, nó tách rời ra và nó không bị ra nước nữa. Xào một tí xíu thì lúc này tôm thịt của Heo á, cũng đã chín và đã khô ráo rồi. Tiếp tục á, thì Heo sẽ cho cái phần rau củ vào hết luôn. Và vẫn tiếp tục xào ở lửa trên trung bình. Xào cho đến khi nào á, phần rau củ á, nó trong lại và chín. Tất cả gia vị và nguyên liệu của Heo á, đã chín hết rồi. Bây giờ Heo sẽ tắt bếp và cho hành lá vào. Xong rồi mình sẽ trộn cho đều hành lá nha. Cho hành lá vào lúc tắt bếp thì màu xanh sẽ giữ đẹp hơn. Xong rồi bây giờ thì phần khoai tây của Heo cũng đã chín mềm rồi nè. Giờ thì Heo sẽ cho hết phần khoai tây ra thao nha. Nước luộc khoai tây nè, Heo sẽ cho thêm 100ml nước nữa. Bắt lên trên bếp cho nó nóng ấm để lát mình pha bột luôn. Rồi khoai tây á, thì Heo cũng đã nghiền nhuyễn xong hết rồi nè. Bây giờ thì Heo sẽ cho vào đây 300g bột nếp, 1/2 muỗng cà phê muối. Trộn thật là đều cho khoai, muối và bột nó hòa với nhau. Heo trộn bằng nĩa thì khoai nó không có tan ra hết. Bây giờ thì Heo sẽ dùng tay để mà mình vừa bóp vừa trộn cho khoai với bột á, nó được hòa với nhau nha. Lúc này thì cũng đã đều rồi và Heo sẽ cho nước vào. Trộn bột là nước nóng ấm, mình nấu sôi lên mình tắt, mình cho nó nghỉ tầm khoảng 2 phút. Như vậy trộn bột á, bột sẽ dẻo dai ngon hơn. Bột vẫn còn khô, tiếp tục Heo sẽ cho nước vào. Và lượng nước hôm nay Heo nhồi với 300g bột là 250ml nước nha. Nhồi một xíu thì bột của Heo lúc này á, cũng đã kết lại thành khói rồi nè. Và để á, cho bột của mình á, nó bóng mịn hơn, Heo sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục trộn thật là đều tay. Nhồi bột này á, thì kiểu giống như là bột bánh ít vậy đó. Nó không có quá khô cũng không có quá nhão nữa. Miễn sao mình nhồi mình cảm nhận bột nó mềm tay như vậy là được rồi. Heo đã nhồi xong và Heo chuẩn bị lá. Lá thì Heo đã luộc chín hết rồi nè. Và cũng đã lau rất là sạch luôn.
Và lá hôm nay á, heo sử dụng độ dài á, tầm có khoảng 1 gang tay của heo, và độ rộng á, thì nó tầm khoảng 2 phần của cái gang tay heo. Mà cái gang tay của heo á, thì đo nó gần bằng 20cm hả. Bây giờ thì heo sẽ cắt bỏ đầu lá cứng và mình đo lại nha. Đo miễn sao á, nó tầm có khoảng hơn 1 gang tay heo là vừa rồi. Heo sẽ cắt hai đầu. Đó, như vậy là vừa rồi. Bây giờ tiếp tục heo cắt hết lá nha. Tay thì heo đã rửa rất là sạch rồi. Bây giờ heo chuẩn bị gói bánh. Heo sử dụng hai lá chồng lên nhau. Mình sẽ lấy hai cái mặt ngoài, mặt bóng của lá nha. Heo sẽ thoa lên ở chính giữa lá một tí xíu dầu ăn. Xong rồi á, cái phần bột á, thì heo sẽ tán mỏng ra như vậy nè. Tiếp tục á, thì heo sẽ cho phần nhân vào chính giữa. Mình cho cái lượng nhân vừa đủ để mình ốp phần bột lại thôi nha. Và cái khối bột hôm nay á, heo lấy á, thì tầm có khoảng một muỗng canh. Tóm bột gọn lại cho nó ôm chặt phần nhân. Xong rồi á, thì heo sẽ cho vào ở chính giữa lá. Và mình sẽ ve cho cái khối bột nó dài ra theo miếng lá như vậy nè. Giờ thì heo gói nha. Mình sẽ lấy cái phần đầu lá lên, ốp vô, dùng ngón tay kẹp lại và vuốt hai cái thành hai bên của lá như vậy nè. Rất là dễ và đơn giản luôn. Và cái đầu bên đây cũng vậy. Đó, cốp cái đầu lá ở trong vào, vuốt hai bên. Như vậy á, là heo đã được một cái bánh đầu tiên hình của cái túi xách này nè. Cả nhà xem có giống cái túi xách hàng hiệu không? Cắt bỏ phần lá dư và cái phần lá nhọn ở trên đầu nè. Và heo sẽ dùng một cái tăm nha, một cái tăm xiên để mà ghim qua. Nếu như mà cả nhà mình có cái đồ bấm ghim tập á, mình làm sẽ nhanh hơn. Còn cách này heo làm cho những bạn á, không có đồ bấm ghim nha. Rồi, như vậy á, là cái bánh đầu tiên heo đã làm xong rồi nè. Rất là dễ và đơn giản luôn. Mình siết chặt ở trên miệng như vậy á, thì khi mình hấp bánh, bánh nó sẽ không bị trào ra. Cái đầu tiên heo làm xong rồi, bây giờ tiếp tục heo làm cái thứ hai nha. Cũng thao tác ban đầu, cặp hai cái lá với nhau, thoa dầu vào chính giữa. Và lấy một khối bột ra, tầm một muỗng canh. Bẹp cho cái phần bột nó mỏng ra. Và độ dày của bột á, tầm có khoảng 3-4mm là vừa rồi. Tiếp tục, heo sẽ cho nhân vào chính giữa. Ốp bột lại, cho bột nó ôm trọn với phần nhân. Rồi, cho vào ở giữa lá và dùng hai cái cạnh lá ve cho khối bột nó dài ra theo chiếc lá. Cái đầu lá thì mình sẽ kéo lên và ốp hai cái thành hai bên lại. Đó, như vậy là heo đã được một mép của cái giỏ của mình này ha. Tiếp tục đầu bên này, kéo lên, rồi vuốt hai cái thành hai bên lại. Rồi, như vậy là heo đã được cái giỏ thứ hai rồi nè. Rất là dễ luôn, cái cách gói này rất là đơn giản và nhanh. Nó không cầu kỳ như là bánh ít mình phải làm với hai lần. Dùng cái tăm xiên qua. Rồi, heo làm đách hết miếng lá rồi nè. Nhưng mà không sao, mình vuốt lên. Như vậy á, là heo đã làm ra được cái giỏ thứ hai rồi nè. Rất là dễ thương luôn. Y chang giống như cái giỏ xách hàng hiệu luôn ha cả nhà. Rất dễ thương rồi. Bây giờ heo sẽ gói cho hết bánh nha. Và đây là tất cả những chiếc bánh heo đã gói xong hết rồi. Bây giờ heo chuẩn bị đem đi hấp nha. Heo có bát sẵn một sửng nước sôi rồi nè. Bây giờ thì heo sẽ cho tất cả những chiếc bánh vào trong cái nồi và mình sẽ hấp. Bánh cho vào hết rồi, heo sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong 20 phút nha. Hấp được 20 phút rồi, bây giờ thì heo mở nắp ra. Wow, bánh rất là thơm luôn và nhìn rất là ngon. Thì heo sẽ để cho bánh nguội nha. Và đây là thành phẩm bánh gói nếp của heo nhân tôm thịt nè. Đã nguội rồi, bây giờ heo sẽ lấy ra một cái thử nha. Đây là cái bánh mà heo ghim bằng cái tăm xiên que nè. Hình dáng nó vẫn cố định bình thường nha. Và đây là cái bánh mà heo ghim bằng cái đồ bấm tập của mình nè. Rất là đẹp và dễ thương luôn, bánh rất là định hình. Và heo có chuẩn bị một cái bánh nè. Bây giờ thì heo sẽ gỡ ra cho cả nhà xem nha. Bánh này thì heo ghim bằng cái đồ bấm tập nè. Bây giờ heo tháo cái ghim ra, lột hai cái vỏ bánh hai bên ra. Rồi, kéo cái bánh ở chính giữa ra. Wow, bánh rất là thơm luôn. Và cả nhà xem nè, những đường gân của lá chuối á, nó in trên cái miếng bánh nhìn rất là ngon và đẹp mắt luôn. Bây giờ thì heo sẽ để cái bánh xuống nha. Và heo sẽ
chẻ ra cho cả nhà xem cái nhân bên trong nha. Heo sẽ lấy cái muỗng heo vẽ ra. Bột nếp nó dài, nó dẻo, nó dài ra nè. Heo tách ra không được luôn á. Bây giờ heo sẽ lấy thêm một cái muỗng nữa để heo phụ. Wow, nhân bên trong á thì khô ráo nè. Và nó trắng. Có nấm mèo nè, có bắp màu vàng, rất là đẹp luôn. Heo sẽ chan lên đây một tí xíu nước mắm chua cay nha. Vàng ớt ra cho bắt mắt nè. Rồi heo trang trí thêm á một cái cọng rau bạc hà nữa nè. Wow, nhìn rất là ngon luôn. Hấp dẫn quá luôn cả nhà ơi. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Vỏ bánh á thì rất là dai, mềm luôn. Ngọt của tôm và thịt và ngọt thanh của rau củ, từ củ sắn nè, nấm mèo và đặc biệt á nó giòn giòn của bắp, ngon lắm. Kết hợp với nước mắm chua cay nè, rồi mình kèm theo với rau bạc hà, ăn vào miệng á, ngon lành cành đào luôn á cả nhà. Với cách gói bánh như vậy á thì khi mà mình đem biếu người thân á, nhìn nó cũng dễ thương và đẹp mắt nữa. Và nếu như mà mình để ở trong nhà thì mình sẽ giữ được vệ sinh nè, không cần phải đậy lòng bàn luôn. Tại vì bánh đã được gói kín trong lá rồi. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Mình chỉ cần những gia vị thường trong gia đình mình, trong bếp của mình, như là tôm, thịt, rau củ và mình thêm 300g bột nếp là mình đã làm ra được rất là nhiều bánh luôn rồi. Với 300g bột nếp này thì heo làm ra được tới 15 cái bánh luôn á. Nhiều mình có đi ra ngoài mình mang theo mình ăn cũng rất là tiện và ngon. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một món bánh mới từ bột nếp với tôm thịt nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh nếp nhân tôm thịt nha.